Các anh chị, Bảo sẽ giới thiệu phiên bản máy rửa xe Z-Man công suất khủng hơn nha, đầu bơm với là piston nó to hơn. Con này là Z-Man 2002 nha. Với khả năng của nó thì mình xịt đi là chuyên nghiệp không. Đó, anh chị thấy ống vào của nó thì cũng rất là to nha. To cực kỳ so với những sản phẩm khác. Xài liên tục nhiều á, là mình mua con này là đáp ứng được nhu cầu nha. Có gờ la tự ngắt này, bóp súng là máy chạy nha. Thả súng là máy ngắt. Rồi bên trên máy là có 4 đầu bét đi kèm. Sức mạnh con này thì xịt vào giấy thì bảo nghỉ nó phá giấy luôn anh chị ạ. Rất là mạnh luôn. Đó, xịt phá nát bét giấy hết luôn nha. Mình đưa xa ra luôn. Quá đà luôn, quá nhẹ nhàng nha. Mạnh khủng khiếp luôn anh chị ạ. Thì bảo test thùng giấy cho anh chị xem. Ngoài ra mình có thể là xịt rong rêu tường nha. Tường này, đó, xịt là bay mảng bám hết luôn nha. Con này rất là mạnh luôn. Quá là luôn. Trời ơi, nó xịt như thế này thì thôi, khỏi lo luôn anh chị ạ. Quá nhẹ nhàng. Xịt siêu khủng khiếp luôn. Quá là mạnh luôn nha. Đó, mình đưa gần vào là nó sẽ mạnh hơn nữa nha. Rồi, anh chị cũng thấy rồi. Xịt tường thì tóc từng mảng luôn nha. Rồi ngoài khả năng Bảo vừa test cho anh chị xem này, cắt thùng giấy khá là nhẹ nhàng này. Rồi đánh mảng bám tường thì mình có thể là rửa xe nhá. Rửa xe con này thì khỏi phải chê. Một sản phẩm cao cấp rửa xe rất là đơn giản nha. Đó, Bảo xịt vào đây là anh chị nhìn cái đầu xe nó quay luôn nha. Đó, nhẹ nhàng không? Cứ bỏ vào đây là xịt lực nước nó rất là cao nha. Khá là nhẹ nhàng luôn. Đó, rồi mình xịt con này xịt xe thì siêu mạnh luôn, một sản phẩm là siêu mạnh nhá. Lực nước ra thì khỏi phải chê luôn nhá. Mạnh kinh khủng luôn. Anh chị thấy xịt rất là nhẹ nhàng nha. Nên là cứ yên tâm, mua về xài công nghiệp thoải mái anh chị ạ. Rồi mình xịt qua thì mình cũng test xà bông cho anh chị xem thôi. Tại con này nó cũng đáp ứng toàn bộ nhu cầu anh chị mua về xài luôn nha. Toàn bộ mọi công việc luôn. Từ tưới cây này, bơm thuốc sâu cũng được luôn nha. Rửa xe chuyên nghiệp này. Quá nhẹ nhàng luôn, quá đà luôn nha. Đó, đơn giản chưa? Quá đẹp luôn. Rồi, với 4 đầu bét thay thế thì anh chị có thể là thay thế theo nhu cầu và mục đích riêng nha. Này, đầu bét rất là nhiều luôn. Mình qua mình thay vào nha. Súng này mà mình bấm á, mình cầm nhẹ là nó giật nha. Tại lực áp nó lớn á, nó giật đi lên. Rồi, như vậy là xong nha. Thì bây giờ Bảo sẽ vào giới thiệu thông số này, giá bán của sản phẩm rửa xe 2002 Z-Man nha. Con này thì gọi là thương hiệu con tàu thì nó quá hết sức là mạnh luôn. Nên là Bảo sẽ giới thiệu kỹ lưỡng cho anh chị xem nha. Chào anh chị, thì đầu video Bảo cũng chiến thực tế sản phẩm Z-Man. Mình rửa xe công nghiệp nha, quá mạnh luôn. Thì dạo gần đây á, thì Bảo có nhiều chuyện vui. Nên là Bảo cũng nhắc anh chị á, nhớ xem á, là nhớ đăng ký kênh này, bấm chuông. Thứ ba với là thứ sáu hàng tuần, Bảo sẽ tặng quà cho một anh may mắn duy nhất nha. Cứ một lần sale hàng là Bảo sẽ tặng một anh. Giá trị giải thưởng lên đến là hàng triệu đồng nha. Nhớ đó, nhớ đăng ký kênh nha. Đó, thì nói vậy thôi, chứ giờ Bảo phải vào giới thiệu máy cho anh chị xem. Rồi, trước tiên là sản phẩm Z-Man 2002 này, với mức giá là 5.800.000 thì anh chị được những gì? Thứ nhất là khung sườn to này, xài rất đà nha, rửa xe công nghiệp sướng. Rồi, đầu là đầu đồng 100% nha. Đầu rất lớn, xịt lực áp ra cao nha. Lực áp con này rất khủng luôn. Rồi khung sườn này thì anh chị có thể là di chuyển đi xa, đi tới, đi lui. Hoặc là rửa xe có thể là kéo ra nửa sân là mình kéo vào lại được luôn. Đầu bét tiện lợi gắn ở xe. Khung sườn bằng thép rất là cứng chắc nha.
trọng lượng máy thì rất là nặng. Cái này á, mình rửa xe thì mình đẩy thôi nha, bừng thì gai đốt sống chết luôn nha. Tiếp theo là motor, bên trong nội thất xem sao. Rồi nội thất là motor này, motor là bằng hợp kim nhôm nha. Sướng không? Màu trắng rất là to, chắc chắn. 2200W nhưng mà dây đồng 100%. Đầu cũng thép hết nha, khung cứng nè, đầu là đầu rời nha. Motor là dây đồng 100% luôn. Cho anh chị đầu rời bằng đồng luôn, đầu nguyên chất đồng 100% nha. Tạp chất thì 0,01%. Trời rất nặng nha. K3 thì tích hợp bên trong, đặc biệt là mình bóp súng là máy chạy, thả súng ra là máy tự động ngắt, là do anh này đó chỉnh áp này, tăng giảm áp để anh chị xịt rửa xe công nghiệp nè, rửa nhà chuồng trại chăn nuôi hoặc là phun thuốc sâu nha. Rồi thương hiệu đầu trâu nha, con này là đầu trâu, đầu trâu á xài rất là mạnh luôn. Rồi quà tặng như thế nào thì bảo cùng anh chị đi vào bên trong. Thứ nhất, anh chị mua một con máy này, người ta sẽ cho anh chị là hai nối dài nha. Trời, lược rác quá xịn luôn, lược rác đôi nha, lược rác hai tầng luôn. Bảo cũng thấy nhiều trường hợp, nhiều anh không thích bỏ lược rác luôn, cứ để tự nhiên vậy cho nó hút bụi đất vào. Còn mình cứ qua cái này đi, cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu, nó cũng khá đẹp nha. Đó, hai tầng thì xài rất là bền, bảo hành lên đến là 6 tháng. Nhưng mà phụ kiện thay thế là có đầy đủ cho anh chị, nếu mà hư anh chị xài 2-3 năm hư là có phụ kiện thay thế luôn. Rồi bên trong là có cổ dê nè, ốc để anh chị gắn cái này đi lên nha, ngược lên tháo ra được mà. Đó, rồi mình như thế này là mình đẩy được luôn, bằng thép luôn mà. Rồi quá tiện lợi luôn. Đặc biệt là anh chị mua thì công tắc nó nằm sau nha, cái này nặng lắm. Công tắc on off đằng sau có silicone luôn, nặng lắm anh chị à, sợ nó rớt không, quá nặng luôn. Dây sản phẩm này rất là xịn nha, gấp không gãy luôn, đó quẳng như con rắn luôn, không gãy búng ra chứ. Đó, dây rất dài nha, 20 mét luôn. Anh chị có nhu cầu mua sản phẩm này, mua dây theo máy có bán hết, nhưng mà sản phẩm này dây rất là mắc á, dây khá là xịn luôn, 20 mét luôn nha. Súng thì cao áp, xịt đâu là sướng đó nha. Hồi nãy bảo test nhưng mà bảo cũng không nói, nhưng mà bảo đưa vào giàn mà giàn chở đồ của bảo á, bảo xịt là đi sơn luôn nha. Đó là sơn loại thường thường thôi, còn mà sơn xe là xịt không chóc đâu nha, về là cứ sợ. Còn anh chị mạnh quá thì mình có thể là gia giảm áp này, cho nó thấp hoặc là cao theo nhu cầu nha. Phun thuốc sâu tưới cây cảnh thì anh chị để 30-40 tùy thôi, nếu mà để hết cỡ xịt vào cũng được. Mình xịt vào lá nó cũng không sao, cùng lắm là bay lá với là chết cây thôi nha. Rồi vào thông số máy xem sao. Rồi sản phẩm này có thương hiệu là Zman, thương hiệu đầu trâu nha. Model của máy là JET2200A, xài điện là 220V này, 50Hz, công suất là 2200W, tức là 3HP, quá mạnh luôn. Đây là một sản phẩm công nghiệp nha, xài cho công nghiệp chứ không phải là gia đình. Anh chị có nhiều tiền mua cũng được nha, cũng xài gia đình được thì quá tiện luôn. Bát là 120W, nhưng mà đây là dòng bát cao áp, nó khác với những sản phẩm máy rửa xe mini giá tầm 1 triệu mấy nha, không thể so sánh nha. Rồi lực hút nước thì quá khủng rồi, 15 lít trên 1 phút. Sản xuất thì vẫn là China, nhưng mà thương hiệu là của Ý nha, hàng Ý là xài sướng lắm. Với một sản phẩm thương hiệu Ý nha anh chị, giá thì xài công nghiệp thì một con máy quá chuẩn luôn. Mức giá chỉ có là 5.800.000 bao ship, nhưng mà quà tặng rất nhiều. À quên, còn bình bọt tuyết để dưới hộp nha, mai giờ cũng không có đem lên, anh chị kêu giấu đi đâu để bán nha. Đó, bình bọt tuyết to luôn, bình bọt tuyết không chạm nha, quá sướng luôn. 5.800.000 thì con máy 2200A của thương hiệu Ý này thì bảo thấy là rất hợp lý luôn. Ý nhưng mà sản xuất là vẫn Trung Quốc nha anh chị. Anh chị cô chú nào có nhu cầu rửa xe này, mở xưởng rửa xe, mua về xài công nghiệp này, xịt chuồng trại nuôi heo, nuôi bò, là có nhu cầu là cứ liên hệ cửa hàng bảo nha. Đó, xem xong video nhớ đăng ký kênh nha. Hàng tuần á, tặng quà lớn lắm, giải thưởng lên đến hàng triệu đồng mà.
Rồi thì bây giờ bảo xin chào tạm biệt anh chị nha.